Đây nhà em cơm trắng gạo khô này, cơm trắng cơm chả gian này. Đấy, cơm trắng không đấy, cơm trắng phải ăn thôi. Đây, khổ chưa? Nhằm nhằm khổ chưa? Đây, em có bắt được không? Để anh em thấy nhá, một thời gian đói ăn hết cơm trắng luôn. Đấy, em này đây, đây. Đấy, cơm trắng đấy, ăn không? Ăn hết, đói ăn hết. Thấy không? Thì tía bắt cho rắn muối nhá. Đây. Đây đi. Đây đây đây. Đây đi. Ra. Nhìn mày mày vào đớp cho bắt. Cơm đi. Trời, ra ngoài bẩn hết rồi. Có thấy không? Như mọi bài trước ấy nói đấy, đấy đầu tiên là chọn cơm với trứng. Ăn, ăn trong hôm nay bắt đầu là bỏ trứng hoàn toàn. Chỉ ăn cơm trắng không thôi. Đấy, hôm nay nằm ì đây chắc bẻ. Đấy. Bắt bắt cơm nó đây, bắt bên kia này. Bật cái gì vậy? Người họ đang hóng này, chứ không ăn mồi tươi đấy. Thôi nhá, mày không mồi tươi đâu. Có phải ăn hết cơ nốt cơm mẹ cho ăn. Đó. Chọn người nhá. Tìm hồn. Người ăn.